2 xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bô Đồ. Bên biên tàu lao chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tô Ly và là Lâm Chuyện bên đây. Còn đây là Lip Pro và Lip Pro. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đầu mỏi vai gáy 145.000 một chai. Chai bôi gel nóng lạnh 105.000. Còn đây là kèo thách đấu cuối ngày. Đi trước mặt ông Kính Lâm là thầy giáo dư gọi là Dương Châu, hợp tác cùng Tú Mở và Phước Tim. Hiện tại bây giờ Tú Mở và Phước Tim rất ăn ý với nhau, phòng thủ và chuyền hay. Còn bên kia là Hoàng Di Cọp Gò Sòi đứng qua banh và Khoan An Giang cùng Út Đẹp Trai. Có thể nói đây là cuộc đối đầu giữa Út Đẹp Trai 2K1 cao 1m71 cùng thầy giáo dư. Đẳng cấp của Út Đẹp Trai đã được khẳng định. Các bạn hãy chờ xem tình hình sẽ như thế nào nha. Đây là trận đấu có thể nói là thách đấu cuối ngày. Các bạn hãy chờ xem những cú mổ bóng của Út Đẹp Trai sẽ như thế nào nha. Mổ như rắn hổ mang. Đây là thương hiệu của Út Đẹp Trai. Tiếp tục và cú mổ của Út Đẹp Trai. Cái chân của Út Đẹp Trai cũng như mã cha so và thầy giáo dư ngang ngang nhau. Đấy là những cặp chân có thể hay nhất hiện tại bây giờ của miền Nam chúng ta. Đấy là cái chân quá ghê. Lại là cái chân của Út Đẹp Trai không biết đi đâu về đâu. Những cặp chân có thể hay nhất miền Nam hiện tại bây giờ là mã cha so, Út Đẹp Trai và thầy giáo dương. Còn có bộ đội vua lì đòn, bộ đội đi đứt dây gần trần rồi các bạn ơi. 1-0 nghe cho thầy giáo dương. Lại là một pha quá ẩu vừa rồi của Phước Tim. 1-1 môi. Hiện tại bây giờ Hoàng Di Cọp Gò Sòi là công có thể nói là nhỉnh hơn tất cả các thành phần còn lại của sân Gò Sòi hiện tại bây giờ các bạn. Ở ngoài em có Xỉnh có nói hai người là có thể nó hạng nhất hiện tại nơi này. Hiện tại bây giờ là Xỉnh. Lại là pha phòng thủ không được tốt rồi của Hoàng Di Cọp Gò Sòi. 2-0. Tú Mở là mới phát hiện gần đây thôi, trong vòng khoảng 1 tháng đây thôi. Tú Mở phòng thủ rất hay. Lại là cái chân của Tú Mở rất hay. Đang tiếc chốt Đẹp Trai mổ bóng vào lưới. 3-0. Ba một. Vẫn còn Hoàng Di đứng qua bóng. Lại là cú mổ quen thuộc của Út Đẹp Trai. 2-3. Út Đẹp Trai quá tiến bộ dạo gần đây. Hiện tại bây giờ Út Đẹp Trai kỳ đội vẫn hay. 12m kỳ vẫn ok. Bắt đầu dò 3-3. Út Đẹp Trai chỉ cần cải thiện được cặp chân nữa thôi thì sẽ rất khó chịu. Cặp chân của Út Đẹp Trai vẫn còn hạn chế. Bi bay. Quá khó cho Phước Tim. 3-0. Ba
Có cảm giác thầy giáo Dương đang bị hụt hơi nha các bạn. Có cảm giác thì thầy giáo Dương đang hụt hơi nha các bạn. Tỷ số là 4-3. Đang nghiêng về chốt đẹp trai Khoan An Giang và Hoàng Duy. Pha phòng thủ không tốt của Hoàng Duy cọp rồi xoài. 4-0, buôn. Quá hay chốt đẹp trai. Tuổi trẻ tài cao, một pha bật nhảy rồi cũng đẹp trai. 5-4. Lại là pha bắt bóng một không ổn của thầy giáo Dương. 6-4. Pha phòng thủ hay của Hoàng Duy. 7-4. Pha phản đòn, phòng thủ phản đòn của Hoàng Duy bất ngờ. 7-4. Lại là Hoàng Duy. Lại là thầy giáo Dương đội bóng ra ngoài. 8-4 đội sân. Nip Pro và Lip Pro. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đầu mỏi và gáy 145.000 một chai. Đặc biệt chai bôi gel nóng lạnh 105.000. Số điện thoại Zalo của Lâm trên phần mô tả tiêu đề bình luận của các video clip đều có. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. 8-4. Để cho người ta chơi là còn chân.
lại là cú mổ quen thuộc của đẹp trai. Đẳng cấp 40 rồi cũng đẹp trai. 94 Úc đẹp trai hừng hực khí thế các bạn ơi. Thầy giáo có cảm giác như đang đuối đuối rồi các bạn à. Quá ghê. Quá ghê, chốt đẹp trai pha bóng biết rồi. Có thể nó một pha quá ghê, chốt đẹp trai các bạn à. Úc đẹp trai quá ghê. Úc đẹp trai quá ghê pha bóng biết rồi. Lại là cú mổ quen thuộc. Lại là cú mổ quen thuộc của Úc đẹp trai. Lại là Úc đẹp trai. Quá ghê chú đẹp trai. Lại là Úc đẹp trai quá ghê. Thứ gì chịu nói Úc đẹp trai khi Úc đẹp trai đã sung lên rồi. Thứ gì chịu nói. Thầy giáo Dương có thể nói là bất lực trước Úc đẹp trai thật sự rồi. 10 hay 11 mà gì? 11-4. Là thằng nãy gọi hả? Đáng tiếc cho Hoàng Duy cầm cầu sò phá bóng của Bà Lý. 5-11. Đáng tiếc cho thầy giáo Dương đội bóng của Bà Lý. 12-5. Nhìn thằng cầu á, xe 4 nhìn thằng cầu á, Vĩnh Sương. Đi phạm Phú Tân thẳng lên. Úc đẹp trai đánh bóng ra ngoài. 6-12. Yeah.
Quá khó cho thầy giáo Dương. Quá khó cho thầy giáo Dương và bóng giờ cũng đẹp trai. 13-6. 13-6. Pha quá cẩu thả rồi cô Khoan An Giang. 73. Quá hay cho thầy giáo Dương. 83. Út đẹp trai. Quá tiến bộ, thật sự rất tiến bộ, rất nhanh. Trong thời gian rất ngắn thôi, ông đẹp trai quá tiến bộ. Nó cải thiện được cặp giò nữa là nó ngon á. Cặp giò bây giờ nó yếu yếu, còn cặp giò thôi chứ nó bật từ nãy lên nó thể lực quá ok mà. Lại là cú bóng cũng đẹp trai. Một pha phòng thủ hay của Tú Mở. Một pha phòng thủ quá tuyệt vời của Tú Mở vừa rồi. Tiếp tục là ông đẹp trai. Tuổi trẻ nha các bạn, bật nhảy rất tuyệt vời. Lại là cú mổ của đẹp trai. Tiếp tục là cú mổ của đẹp trai. Tiếp tục là cú mổ của đẹp trai. Thầy giáo Dương bất lực rồi. Thầy giáo Dương bất lực rồi. Tiếp tục là cú mổ của đẹp trai. Bóng tốt, bóng tốt. Một pha bóng hay. Một pha bóng quá hay. Cuối cùng Tú Mở là người phản đòn ngay dây. Xin chúc mừng Tú Mở pha bóng vừa rồi. Quá hay. Trận đấu đang rất hay. Có thể nói nhiều pha rất hay. Thầy giáo Dương cảm giác như đứng luôn rồi các bạn à. Thầy giáo Dương đứng luôn rồi. Quá hay cho cái chân cú đẹp trai. Lại là cái chân cú thầy giáo Dương. Quá hay. Hai bên có thể nói tiêu hao thế là còn các bạn. Thầy giáo Dương là người đội bóng ra ngoài. Thể lực của thầy giáo Dương thật sự quá tiêu hao thế là các bạn ơi. Thể lực tiêu hao thật sự rồi. Hai người kia cho chú rồi được. Quá hay cho thầy giáo Dương. 10-14. Mười mười bốn.
Lại là cái lỗ đồng xu kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Cái lỗ đồng xu rất khó chịu cho bờ qua bên kia. Xin chúc mừng Út đẹp trai Hoàng Di cầm cầu rồi và Khoan An Giang. Có thể nói Út đẹp trai quá tiến bộ, bật nhảy rất ok, thể lực sung mãn.